Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với channel của phòng kỹ thuật DS. Ở video trước, phòng kỹ thuật DS đã gửi tới anh chị video unbox sản phẩm IMA Cruiser S22FP. Đây là một chiếc camera có hình ảnh đẹp, có thể quay quét và lắp đặt được ở ngoài trời, và đặc biệt là có màu 24/7. Ngày hôm nay, em xin gửi tới anh chị video demo hình ảnh thực tế và sử dụng các tính năng thông minh của camera. Xin mời anh chị cùng tiếp tục theo dõi video này. Demo hình ảnh thực tế của camera Cruiser S22FP. Camera có độ phân giải Full HD 1080p cho hình ảnh sắc nét, sử dụng ống kính 3.6mm cho góc nhìn lên đến 89 độ. Camera tích hợp công nghệ Full Color với độ nhạy sáng cao và đèn LED trợ sáng cho khoảng cách chiếu sáng lên đến 30m. Do đó, camera luôn cho hình ảnh hiển thị đầy đủ màu sắc ngay cả khi không có ánh sáng. Ngoài ra, camera cũng được tích hợp đèn hồng ngoại cho khoảng cách quan sát ban đêm lên tới 30m. Và đây là hình ảnh của camera khi đã tắt đèn hồng ngoại và đèn LED trợ sáng. Hình ảnh hiển thị của camera phụ thuộc hoàn toàn vào lượng ánh sáng tại môi trường lắp đặt. Demo tính năng quay quét của camera Cruiser S22FP. Và việc camera có thể quay quét ngang 355 độ và quay quét dọc 90 độ sẽ giúp cho chúng tất cả các vị trí cần thiết. Dễ dàng điều khiển camera quay quét thông qua app iMoLi hoặc phần mềm Smart VDS ở trên PC. Demo tính năng zoom kỹ thuật số của camera S22FP. Camera S22FP không hỗ trợ zoom quang nhưng có hỗ trợ khả năng zoom số lên đến 16x. Vì vậy, với khoảng cách xa hơn một chút, việc zoom số vẫn đảm bảo cho chúng ta có thể dễ dàng nhận diện được đối tượng cần quan sát. Và điểm đặc biệt là chiếc camera này còn hỗ trợ tính năng xét điểm ưa thích. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc này ở trên app iMoLi. Và cách làm như sau. Chúng ta sẽ vào app và xem camera. Đầu tiên, chúng ta sẽ ấn vào mục lập sơ đồ và chọn góc quay mà chúng ta muốn xét điểm. Tiếp theo, ấn vào biểu tượng ưa thích và ấn dấu cộng để thêm điểm và nhập tên số điểm chúng ta đặt và ấn OK để lưu lại. Các anh chị lưu ý là chiếc camera này hỗ trợ tối đa 6 điểm. Và để xét điểm thứ hai, chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Sẽ ấn quay lại vào mục quay quét để chọn góc quay. Và ấn vào mục ưa thích. Ấn vào dấu cộng, thêm điểm và nhập tên số điểm. Ấn OK để lưu lại. Và các điểm còn lại chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Như vậy là chúng ta đã xét điểm thành công. Và để có thể xem được, chúng ta sẽ lựa chọn vào các điểm mà chúng ta đã đặt. Đây là điểm 1. Đây là điểm 2. Điểm 3. Điểm số 4. Và điểm số 5. Tính năng Smart Checking của camera Cruiser S22FP. Được tích hợp công nghệ Smart Checking, S22FP dễ dàng bám theo đối tượng chuyển động mà camera đã phát hiện ở trong vùng quan sát, đảm bảo cho việc giám sát an ninh được tối ưu hơn mà không phải bỏ sót những chi tiết quan trọng.
demo tính năng cảnh báo trên camera Cruiser S22FP. Với còi báo động công suất 110dB và đèn LED trợ sáng, S22FP dễ dàng cảnh báo và xua đuổi khi có người lạ xâm nhập. Báo động trong chế độ tầm nhìn ban đêm thông minh, khi camera chưa bật đèn hồng ngoại, nếu phát hiện chuyển động, camera sẽ kích hoạt còi báo động và nháy đèn cảnh báo. Khi camera đã bật đèn hồng ngoại, nếu phát hiện chuyển động, camera sẽ kích hoạt còi báo động và đèn LED sẽ được bật sáng. Và chúng ta có thể kết hợp tính năng theo dõi thông minh với các chế độ tầm nhìn ban đêm của camera. Camera sẽ lập tức bám theo đối tượng mỗi khi phát hiện chuyển động. Demo các chế độ tầm nhìn ban đêm của camera Cruiser S22FP. Tầm nhìn ban đêm thông minh. Ở chế độ này, camera sẽ kích hoạt đèn hồng ngoại khi điều kiện ánh sáng yếu hoặc không có ánh sáng. Và camera cũng sẽ tự động tắt đèn hồng ngoại khi có lượng ánh sáng vừa đủ. Khi kết hợp tính năng phát hiện chuyển động con người trong chế độ này, nếu camera đang bật đèn hồng ngoại, khi phát hiện chuyển động, camera sẽ kích hoạt còi báo động và bật đèn LED trợ sáng nhằm xua đuổi những kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Tầm nhìn ban đêm có màu. Vào ban đêm, khi ánh sáng yếu, camera sẽ tự động kích hoạt đèn LED trợ sáng để hình ảnh luôn luôn có màu và đèn hồng ngoại sẽ được tắt. Tầm nhìn ban đêm hồng ngoại. Trái ngược với chế độ tầm nhìn ban đêm có màu, chế độ tầm nhìn ban đêm hồng ngoại sẽ chỉ kích hoạt đèn hồng ngoại khi ánh sáng yếu hoặc không có ánh sáng.